Welcome back to my channel Cường Kênh Cúc Official. Chào mừng các bạn đến với kênh của chú Cường nha. Mấy bạn biết mình đang đứng ở đâu không? Phía sau lưng của mình là gần đá đĩa, một trong những danh lam rất là nổi tiếng ở Phú Yên. Khi mà nhắc đến Phú Yên thì chắc chắn mọi người sẽ nhớ ngay là được gần đá đĩa. Nên là khi mà đến thành phố Tuy Hòa cũng như là tỉnh Phú Yên nói chung, nếu mà mình chưa đến gần đá đĩa coi như là mình chưa đi Phú Yên nha cả nhà. Và mình có 3 ngày trải nghiệm ở thành phố Tuy Hòa. Mọi người cùng theo mình khám phá coi thành phố Tuy Hòa cũng như là tỉnh Phú Yên có những gì đặc biệt nhé. Điểm đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho tất cả mọi người luôn đó là tháp Nghinh Phong, biểu tượng của thành phố Tuy Hòa nói riêng cũng như là nguyên cái tỉnh Phú Yên nói chung. Thì tháp Nghinh Phong mình thấy thì nó rất là bình thường nhưng mà thực sự là mang một ý nghĩa rất là to lớn. Thứ nhất là tháp làm từ cái hình trụ giống như là gành đá đĩa, một biểu tượng rất là nổi tiếng của tỉnh Phú Yên luôn. Thứ hai nữa là cột đá là cao 35m là đại diện cho Lạc Long Quân, và một cột đá là thấp hơn là 30m đại diện cho Âu Cơ. Và dưới mỗi cái chân tháp là có 50 khối đá xếp chồng lên nhau, để mọi người là nhớ ngay cái sự tích là Lạc Long Quân, Âu Cơ và 100 đứa con. Và chính giữa hai cái tảng đá là cái lối đi vào, mình sẽ thấy hai bên thì trang trí rất là nhiều cái bức phù điêu rất là đẹp luôn. Về cuộc sống của người dân ở tỉnh Phú Yên nè, rồi của mảnh đất hoa vàng trên cỏ xanh rất là hay luôn. Bạn nào mà thích màu sắc sặc sỡ thì buổi tối có thể ra đây nha. Thì ra đây thì buổi tối gắn đèn lít lên hình rất là đẹp luôn. Lưu ý là ở đây là có bãi gửi xe và giá vé là 5.000 đồng. Mình thấy đối diện có một cô bán nước nè, ở đây mình có mua ly nước mía. Nước mía ở đây cô bán chỉ có là 10.000 đồng đến 15.000 đồng một ly thôi. Và đặc biệt là gần đây sẽ có một cái khu là công viên, cũng dọc theo bờ biển, cũng sát bên với lại là cái chỗ mà tượng tháp Nghinh Phong luôn. Ở đây thì có một số cái tiểu cảnh thu nhỏ, ví dụ như là mũi điện nè, rồi hải đăng gành đèn nè. Nói chung là mọi người không có đi xa thì đứng đây vẫn có chụp ảnh check in đâu được hết nha. Khu vực này thì cũng hoàn toàn miễn phí, xe mình chỉ cần tấp lên lề là được rồi. Ở đây thì nếu mà bạn nào mà biết cách chụp ảnh lấy góc thì rất là nhiều khung để mình sống ảo nha. Điểm check-in thứ hai không thể bỏ qua đó là tháp Nhạn, cũng ngay trung tâm thành phố luôn cả nhà. Ở đây thì địa chỉ của mình là 72 đường Lê Trung Kiên, phường 1, thành phố Tuy Hòa, và mở cửa là từ 6:30 sáng mà đến 22:30 tối. Một là mình có thể đi bộ, hai là mình đi xe mà điện, ô tô điện ở đây 2 chiều chỉ có 15.000 đồng, còn nếu bạn nào đi xe máy mình gửi thêm phí là 5.000 đồng nữa thôi. Từ ở ngay chân tháp mình đi lên thì tầm khoảng là 5 phút chạy xe điện thôi là tới. Nói chung là cũng rất là nhanh nhưng mà đường thì ngoằn ngoèo. Nhưng mà bạn nào thích tập thể dục thì vẫn có thể là đi bộ nha. Ở đây có cái đường đi bộ á, xây theo cái bậc tam cấp đi cũng rất là ok. Rồi bây giờ mình đã tới tháp Nhạn rồi nha cả nhà. Đây phía sau lưng của mình nè. Đây mọi người thấy không? Ở bên Nha Trang thì có Bonaga, còn Ninh Thuận là Bodong Yarai, còn ở Phú Yên là tháp Nhạn nha. Bây giờ mình sẽ đi vào mình tham quan nha cả nhà. Do là mình đi ngay cái thời điểm này giữa trưa, 12 giờ trưa luôn nên là không có khách. Tháp này là được xây khoảng thế kỷ thứ 12, tức là rất là xa xưa rồi nha cả nhà. Tháp Nhạn trong tiếng Ede và Yarai gọi là Giang Khơ Khmer, là một cái tháp chăm ba nằm trên núi Nhạn nên được hay gọi là tháp Nhạn, thắng cảnh tiêu biểu của Tuy Hòa luôn. Tháp được người Chăm sinh sống ở lưu vực châu thổ sông Ba xây dựng nên. Thì tháp Nhạn được xây với kiến trúc bao gồm là 3 phần là đế tháp, thân tháp và mái tháp. Và cổng chiều cao 3 phần này là tổng cộng 24m, nên là khi mà mình đứng gần cái tháp Nhạn mình nhìn lên trên nữa cả nhà, mình thấy rất là đẹp và rất là hùng vĩ luôn. Mình đến đây thì cái tầm giữa trưa nhưng mà thật sự ở đây thì rất là nhiều cây xanh nên tạo ra cái bóng mát rất là mát. Và do là độ cao, có độ cao cả nhà nên gió thổi vi vu thì nhìn cũng rất là mát mẻ luôn. Ở trên đây thì có một cái cô bán nước, thì mọi người lên đây mọi người có thể ủng hộ nha. Đặc biệt ngay cho tháp Nhạn này sẽ có một cái đường đi lên để mình tham quan là điện Quan Âm. Thì đi lên tầm khoảng là 20m thôi cả nhà là đã tới rồi. Thì mọi người có tín ngưỡng thì lên đây có thể là cầu bình an, sức khỏe đều được hết. Thì lên đây mình thắp một nén nhang là được nha cả nhà. Lưu ý là nếu mà bạn mua vé 2 chiều mà ra mà không có xe điện thì mình alo số điện thoại có để sẵn ở cái cổng để mà xe điện lên trước mình nha. Điểm thứ ba mọi người sẽ thấy rất là khác luôn, đó là di tích thắng cảnh mà đầm U Lon nha cả nhà. Một trong những cái đầm mà rất là nổi tiếng luôn. Nhưng mà mình đi cái chỗ này thì một cái view mà rất là nhiều người sẽ không đi cái cung đường này. Thường mọi người thấy được đầm U Lon là khi mọi người đi
dọc theo biển á cả nhà, đi từ thành phố Tuy Hòa mà mình đi đến Hoa Vàng Cỏ Xanh hoặc là gần Đá Đĩa, nhưng mà mình đi dọc theo quốc lộ 1A thì mình sẽ thấy được cái cảnh này nha. Cả nhà chỉ cần đi dọc quốc lộ 1A ngay chỗ mà đỉnh đèo Quán Cao, mọi người sẽ thấy bên tay phải luôn là bia di tích thắng cảnh đầm Ô Lon, sẽ có một cái đường rẽ vào, thì mọi người đi vào mọi người sẽ thấy được cái khung cảnh này. Khi mà mình vào được đây xong, mình chạy mà nửa dòng thôi cả nhà, nửa dòng đầm Ô Lon thôi là bắt đầu là mình rẽ ra quốc lộ 1A, mình tiếp tục mình đi đến nhà thờ Mằng Lăng nha. Và trên đường mình đi mình thấy được một cái khung cảnh rất là đẹp luôn là đập Tam Giang, bên kia là cái nhà thờ. Mình chưa đi Mằng Lăng nên là mình khi mình nhìn về mình tưởng là mình đi lộn đường cả nhà, tại vì nhìn cũng giống nhà thờ Mằng Lăng nhưng mà sự không phải, đó là đập Tam Giang nha. Và sau khi từ đập Tam Giang mình đi tầm khoảng là 5 phút nữa thôi là mình sẽ tới nhà thờ Mằng Lăng. Chỗ này thì gửi xe hoàn toàn miễn phí, mình chỉ vô mình uống một ly nước ủng hộ thôi, thì ly nước mía ở đây bán có giá là 10.000 đồng thôi. Và rất là nhiều du khách check in và đi tham quan nhà thờ Mằng Lăng ở trong này. Địa chỉ nhà thờ Mằng Lăng của mình là ở thôn Mằng Lăng, Tuy An, Phú Yên. Nhà thờ này được xây dựng vào năm 1892, được xem là nhà thờ cổ nhất của tỉnh Phú Yên và là một trong những nhà thờ lâu đời nhất của Việt Nam. Đó là lý do vì sao mà nơi đây rất là đông du khách tham quan. Và điều đặc biệt làm nên danh tiếng của nhà thờ Mằng Lăng thì nơi đây lưu giữ cuốn sách là chữ quốc ngữ đầu tiên, tên là Phép Giảng 8 Ngày của linh mục là Alexander Roth, in vào năm 1651 tại Roma, Ý. Nhà thờ thì được xây dựng trong khuôn viên khoảng là 5.000m2, theo kiến trúc là Gothic, với nhiều hoa văn trang trí, và hai bên nhà thờ là có hai cái lầu chuông, chính giữa là thập tự giá, và tất cả là màu sơn xám bình dị hòa đồng với khung cảnh ruộng đồng cây lá. Thì nhà thờ nhỏ nhưng mà khuôn viên cây cối rất là thoáng mát luôn. Khi mà mình đi vòng qua phía sau cả nhà, có nguyên một cái không gian là trưng bày những cái đồ vật mà ngày xưa cả nhà. Nơi đây có thể gọi là một cái thiên đường dành cho những người yêu đồ cổ nha. Từ cái cân ngày xưa nè, cái bàn là hình con gà nè, nói chung rất là nhiều thứ luôn. Những đồ vật này nếu mà trưng bày mà ok nữa thì mình nghĩ là mình ra một cái gọi là diện bảo tàng luôn á cả nhà. Khi mà mình bước ở từ cổng vào phía bên tay trái, mình sẽ có một cái đường hầm nha. Thì mình vào đây, cái hầm này thì mình nghĩ là độ sâu tầm khoảng là chiều dài á, thì tầm khoảng là 50m thôi. Mình đi một vòng mình ra thì nơi đây là lưu giữ cuốn sách mà chữ quốc ngữ đầu tiên luôn, rất là quý giá nè. Điểm check-in tiếp theo mình sẽ dẫn cho mấy bạn đi tham quan đó là cầu gỗ Ông Cọp, một trong những điểm mà không thể nào mà bỏ qua khi đến Phú Yên nha. Cầu được xây dựng vào năm 1998 với chiều dài là 800m, được bắc qua sông là Bình Bá, nối liền các thôn ở phía bắc là xã An Ninh Tây ở huyện Tuy An với phường là Xuân Đài, thị xã Sông Cầu. Theo mình thấy thì do là mình là người miền Tây ấy, nên mình đi cái cầu này, mình chạy xe trên cầu vẫn rất là bình thường. So với những cầu khỉ miền Tây thì cầu này rất là chắc chắn. Nhưng mà bạn nào không quen thì đúng là chạy cái cầu này mình cũng sẽ hơi lo chút xíu nha. Tại vì chiều dài nó rất là xa, nó gần 1 cây số lần cả nhà. Thì từ nhà thờ Mằng Lăng mà mình đi tới đây là tầm khoảng là 7-8 cây số là tới rồi. Nói chung là mình đi theo một cái cung đường hình tròn ở cả nhà nên cũng rất là tiện. Đây mọi người thấy không, cây cầu thì mình thấy kết cấu cũng đơn sơ thôi, nhưng mà thật sự thì cũng rất là chắc chắn, và qua bao nhiêu năm tháng rồi cây cầu nó vẫn tồn tại. Mấy bạn thấy không, những cái gỗ nè. Nói chung là ai mà thành thị mình đi mình không có quen thì đúng là mình sợ thiệt. Ở đây là cây cầu mình chạy ở trên bình thường, còn ở dưới người dân ở cầu hến đó cả nhà rất là nhiều luôn. Cuộc sống nhìn rất là bình yên. Rồi tiếp theo là địa điểm không thể nào mà bỏ qua khi đến Phú Yên nha cả nhà, là Gành Đá Đĩa. Ở địa chỉ là xã An Ninh Đông, huyện Tuy An của tỉnh Phú Yên. Và khi mình đi Gành Đá Đĩa thì mình sẽ đi luôn chung với lại là phải đăng gành đèn, tại vì hai bên nó gần sát nhau, nó cách nhau có mấy chục mét thôi cả nhà, nên là kết hợp rất là tiện nha. Nhưng mà tại vì nó xa trung tâm cả nhà, mình đi thì mình ghé Tuy Hòa mình mua thì nó sẽ tiện hơn cho mình. Cái này cầm đồ được rất là tiện. Cái này có cái mã QR code nè, quét để biết cái thông tin danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa nè cả nhà. Đây để mình coi nè. Vé người lớn là 20.000, còn dịch vụ xe điện 2 lượt là 10.000 nha cả nhà. Mình sẽ mua là 30.000 tổng cộng. Đây khách đoàn đi rất là đông luôn cả nhà, hết trời luôn. Vé của mình là 10.000 chiếc xe điện và vé tham quan là 20.000 cả nhà, tổng là 30.000. Thật sự thì từ ngoài mình đi vào á cả nhà nó tầm khoảng là hơn 100m hơn thôi, nhưng mà tại vì đi trời nắng rồi làm biếng đi bộ nên cuối cùng là mình đi xe điện ra thôi. Đây là ngay cái biểu tượng nè, Gành Đá Đĩa, nên là lúc nào cũng đông du khách chụp ảnh hết nha. Mình sẽ đi xuống phía dưới nha. Đi xuống thì có hai hướng để đi nha.
thì thôi mọi người đi theo bản hướng dẫn, còn này là mình đi rồi nhưng mình đi cái chiều ngược lại vẫn đi xuống được nha cả nhà. Đây đường đi xuống này cả nhà, mình đi thẳng vào thì một là rẽ tay phải hay rẽ tay trái đều đi xuống được nha. Bản hướng dẫn thì rẽ phải, còn mọi người thích thì mọi người đi hướng tay trái vẫn được. Miền Trung của mình là đang vào cao điểm là mùa hè, là mùa nắng nóng cả nhà, nên đi lúc nào mình cũng phải chuẩn bị là áo tay dài, nón hoặc là kem chống nắng nha. Mọi người thấy những cái tiếng đá mà trụ dài không và xếp chồng lên nhau nhìn rất là đều tông tóc luôn á. Cái khu vực này á, là mình được đi tới nơi và sờ nắng bình thường. Đá ở đây là đá Bazan, được hình thành cách đây là khoảng 200 triệu năm, được tạo nên nhờ quá trình hoạt động của núi lửa ở vùng cao nguyên là Vân Hòa. Những cái dòng mà nham thạch phun trào từ núi lửa gặp nước lạnh cộng lại thì bị đông cứng, kết hợp với hiện tượng là di ứng lực khiến những cái khối nham thạch bị nứt thành nhiều chiều một cách là tự nhiên, tạo nên những phiến đá đẹp lạ lùng và bí ẩn như ngày hôm nay. Đây mọi người thấy phía sau nữa nè, đi đâu cũng vô được cái khung ảnh nha, kinh khủng. Đến đây thì mọi người chỉ cần là chụp ảnh và tìm hiểu một số cái thông tin. Nói chung là đan gành đá đĩa là một trong những gành đá rất là đặc biệt của thế giới luôn. Ở trên thế giới chỉ có là 6 nơi có thôi nha cả nhà. Sau khi mình leo mệt lên đây thì uống một ly nhà đam hạt chia thì cũng rất là ok, giá có 25.000 thôi. Và sát bên ở chỗ gành đá đĩa mình sẽ đến cái chỗ là hải đăng gành đèn nha cả nhà. Mình đi bộ qua cũng được tại vì cách nhau có mấy chục mét thôi, không có quá xa. Ở đây thì chỉ có ngọn hải đăng và đặc biệt là trời rất là nắng nóng và xung quanh là chỉ có là đá với đá thôi. Có hai hướng đi, hướng nào đi cũng được. Mình sẽ đi trái nha. Chút xíu nữa lên đó ngồi uống nước nghỉ mệt. Nói chung là từ khu đá dĩa đi qua bên đây là tầm khoảng 3 phút thôi cả nhà. Quay lên thấy là cái cầu nó bị hỏng gì đó là bắt cái cầu đi qua. Hạn chế không có ai leo lên đó cả nha. Ở đây là toàn đá cát thôi, khí hậu rất là nóng nên là mình thấy chủ yếu là sừng rồng với là mấy cây dứa thì mới sống nổi ở đây thôi. Đây, bây giờ đi lên chỉ còn có hai cái bạn này nữa thôi với lại mình nữa thôi. Có mấy bạn kia đi xuống rồi. À, ở đây ta xây cây cầu nè mà không có cho bên kia, sợ mọi người leo lên nguy hiểm cả nha. Đây có cây cầu nè. Ngọn hải đăng này thì mình không có được leo lên nha cả nhà, tại vì có cái cầu ở chỗ này là nó bị chắn lại rồi. Nó có cái bảng cấm này, thấy không? Nói chung lên đây là quay để cho mọi người thấy thôi chứ thật sự cũng không có gì là đặc biệt hết. Thì mọi người thích thì cứ đến đây chụp ảnh thôi để check in thôi, tại là cũng là một trong những điểm check in rất là nổi tiếng. Còn nếu mà ai mà ngại xa là ngay ở chỗ công viên hay chỗ thành phố Tuy Hòa luôn, cũng có làm một cái mô hình ngay chỗ tháp Nghinh Phong cả nhà, cũng là một cái mô hình là ngọn hải đăng luôn á. Mình giờ mình đi ra nằm võng mới được chứ trời ơi, trời nó nắng rồi mọi người thấy không, nó nắng chang chang luôn á. Mình là người mà gọi là đi tắm nắng phơi nắng mà mình thấy cái nắng này mình còn sợ á, giờ nó đen thui lùi luôn nè. Nói chung là ở Nha Trang một tháng rồi nên giờ không còn nguyên người, nó đen nên không có còn từng ngắn từng khớp nữa, nhưng mà rất là nắng. Lúc mà mình đi xong á, mình lên đây mình nằm võng mình uống nước thì cảm giác rất là sung sướng cả nhà. Ly nước như vậy có giá là 15 đến 20 ngàn đồng và ở đây gửi xe là 5 ngàn đồng nha. Điểm tiếp theo của mình dẫn cho mấy bạn đi hướng từ gành đá đĩa đi về Tuy Hòa cả nhà, sẽ đi ngang Hòn Yến. Thì Hòn Yến của mình cách gành đá đĩa của mình là tầm khoảng là 20 cây số nha. Và địa chỉ của mình là ở An Hòa, Tuy An, Phú Yên. Ở đây thì hoàn toàn là mình vào cổng tự do, chỉ có gửi xe là giá là 5.000 đồng hoặc là mọi người uống ly nước để ủng hộ những anh chị ở đây nha. Đó, phía sau mình là Hòn Yến nha cả nhà. Đó, chỉ xíu nữa mình sẽ ra ngay chỗ cái thuyền thúng màu xanh nha. Đây, quay như vậy mới biết là cái hòn này nó to cỡ nào nha. Hòn Yến ở đây không phải là có nhiều chim yến ở, mà nếu mà mấy bạn đứng từ cái chỗ mà bãi xếp hoặc là tua thế hoa vàng trên cỏ xanh á, mọi người nhìn qua đây thì mọi người sẽ thấy được là cái hòn đảo này y như là một cánh chim yến. Đấy là lý do vì sao mà có tên là Hòn Yến nha. Cái đá này mình cũng thấy màu đen đen giống y chang như bên gần đá đĩa, nhưng mà đúng là đá đĩa là độc nhất vô nhị luôn cả nhà. Cái này cái vân cái sớ y như là gỗ á, nhưng đá đĩa là hoàn toàn là khác nha. Cái trụ rất là đẹp luôn, nhưng mà cái màu với lại cái chất liệu là mình nhìn nó sẽ giống nhau. Cái này là mọi người đi xem lụm mấy cái cục san hô nè cả nhà. San hô chết ở đây rất là nhiều luôn. Đây, cái dốc lên thì cũng khó đi nha, nhìn vậy thôi nhưng mà cát nó dễ trượt té lắm, nên là đi là phải mang đôi dép hoặc đôi giày nào phải chắc chắn nha. Có khi nào đây là con cầu gai không ta nè. Đó,
Chắc chắn đây là con cầu gai rồi nè. Quá trời động thực vật biển ở đây, quá trời luôn. Thử rồi nha, nè. Nó còn sống nè cả nhà. Thấy không? Nó có màu xanh, cái gai màu xanh rất là đẹp luôn nè. Để im lại thì chứ. Trời ơi, con này mà đạp chúng chắc là banh xác luôn á. Nói chung là ở đây quá trời động thực vật biển luôn, không biết con gì là con gì luôn cả nhà. Nhìn thấy bình yên vậy thôi nhưng mà rồi xuống dưới là một đống thứ luôn nha. Khi mà đến đây là mọi người nên đi vào buổi chiều á, hoặc là những ngày là 14, 15 âm lịch á, thì nước ở thì chiều rút. Mình ra mình sẽ thấy được rất là nhiều sinh vật ở dưới đây nha. Có rất là nhiều loại cá đủ màu sắc luôn, xanh đỏ, tím vàng, đen trắng gì đó. Rồi san hô nữa, rồi nhum biển nữa, rồi có tôm tích luôn. Mình thấy được con tôm tích luôn, mình không tin được luôn cả nhà. Và đặc biệt ở đây rất là nhiều sao biển luôn, con sao biển màu đen nha, chứ không có giống con sao biển màu đỏ ở ngoài Phú Quốc nha cả nhà. Đây, mọi người thấy cái cảnh như vậy mới thấy được cái sự hùng vĩ nè. Điểm tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho mấy bạn nha, là một địa chỉ rất là quen thuộc luôn, và cũng từ đây mà du lịch Phú Yên mới phát triển, đó là phim trường Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh cũng như là bãi Ship nha. Tại hai nơi này là sát bên với nhau luôn. Giá vé vào cổng ở đây là chỉ có 20.000 đồng, còn giữ xe là hoàn toàn miễn phí nha cả nhà. Địa chỉ của mình là xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Ở đây thật sự thì mình thấy là nghĩ là không có nên bán vé cả nhà. Tại vì thứ nhất là bãi biển tự nhiên, còn cái phim trường đó thật sự nói phim trường như thật sự là nó là rất là tự nhiên, hoàn toàn nó không có cái gì gọi là chăm sóc hay là gì hết. Chỉ có một ngọn đồi rồi có cỏ bình thường thôi chứ đâu có trồng gì đâu, nhưng mà vẫn bán vé là 20.000. Nó không có cao nhưng mà mình thấy nó không có hợp lý lắm nha. Mây mù không? Kìa, mây quá trời nè. Nãy mưa rải rác tưởng nó mưa lớn luôn á. Cái phía trên đang hồi là chút xíu mình leo lên phía trên đó cả nhà, là nguyên cái phim trường Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh cho đó nha. Thì là mình đi ra mình quay vài cảnh cho mọi người thấy cái nước biển thôi, mà do là trời hôm nay là trời chuyển mưa cả nhà là nước biển nó tối thui chứ nó không có màu xanh đâu. Nhưng chứ còn không thì bình thường thì nước biển này là cực kỳ đẹp luôn á. Biển miền Trung thì mình thấy biển nào cũng đẹp hết. Buổi chiều thì ở đây vẫn có người tắm nè, nhưng mà thật sự là do là mọi người sẽ không có ở đây, không có ở đây, không có dịch vụ ở lại cả nhà, chỉ có cabin ở lại, cabin theo kiểu như cắm trại á, nên là người tắm rất là ít. Thường thường đi về Tuy Hòa, biển Tuy Hòa ngay thành phố tắm chứ không có ai tắm dọc theo cái bãi biển này hết á. Mọi người thấy cái hòn đá mà này không? Đó là cái chỗ mà mình quay là hòn Yến á cả nhà. Cái này nếu mà trời mà trong xanh á là biển ở đây là cực kỳ xanh đẹp lắm. Ở đây có mấy cái dù nè, nhưng mà cái này là làm bằng xi măng nha. Hồi trước mình đi lần đầu tiên mình cứ nghĩ là bằng lá, nhưng mà cái này là bằng xi măng thôi. Do bữa mình đi là ngay cái thời điểm mà buổi chiều có trời mưa cả nhà, nên là biển nó không có trong xanh, không có đẹp, nhưng thật sự ở đây rất là đẹp luôn nha. Rồi sau khi mà tham quan bãi Ship xong, mình sẽ đi ngược lại khu vực mà Tôi Thấy Hoa Vàng Có Xanh cả nhà, cái phim trường á. Ở chỗ này mình có thấy bán đồ lưu niệm nữa nè. Đây mọi người thấy cái cổng không? Đây là phim trường Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh nha. Mình sẽ đi lên, mọi người mà xem cái clip review Phú Yên của mình trước đó là mình đã quay rồi, hôm nay mình quay lại cho mọi người xem nè. Thật sự thì trời ơi, trời sắp mưa rồi nha ơi. Trời nó tối thui luôn rồi, một màu xám xịt luôn. Đây giờ mình lên với phiên trường Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh nha. Trời vừa mưa xong nên là vắng tanh, lên đây chắc còn có một hai khách thôi cả nhà. Tại vì người ta mới hết đi xuống rồi hết mưa, giờ mình đi ngược lên nè. Đây, với con mắt nghệ thuật của đạo diễn thì đây nó đẹp, nhưng mà với con mắt bình thường của mình thì nó rất là bình thường thôi. Mưa gì đâu mà 5 phút hết, 5 phút mưa, 5 phút hết. Hết mới hết mưa xong giờ mình đi lên, giờ mưa nữa. Thôi nhưng mà trời không đổ thì mình tự đổ mình sẽ đi luôn. Đây, nguyên cái quang cảnh. Nói chung là một cái đồng cỏ thôi, rồi nhìn xuống bãi biển. Chứ ngoài ra nó đâu có gì đâu. Đây là một cái quang cảnh tự nhiên thôi, nhưng mà giá vé tới 20.000 đồng. Đây, cả nhà thấy không, toàn là xương rồng với lại cây dứa, chứ không có cây gì sống nổi hết. Thế là mới còn cái cỏ dưới là cỏ ống, cỏ chỉ gì cả nhà. Cỏ nó rất là cứng luôn á. Bây giờ đi lên thì dĩ nhiên biển nó không có đẹp rồi, tại vì trời nó không có nắng. Nhưng mà phải đi lên thôi.
Đây mọi người thấy bên kia không? Trời âm u nhưng mà bãi biển cũng rất là đẹp luôn cả nhà. Này nếu mà đúng trời nắng là biển xanh cát trắng nắng vàng. Trời âm u nhưng mà biển là siêu đẹp. Nãy giờ mình đi tìm một cái hoa vàng không thấy, mình thấy toàn là hoa trắng không à. Đây không còn hoa vàng nữa. Giờ tôi thấy hoa bạc trắng trên cỏ xanh nha. Nha cả nhà. Này không biết là cỏ bông màu gì, cái cỏ gì nữa. Theo mình thấy là khu vực này nếu mà trời mưa thì rất là nguy hiểm cả nhà. Có nghĩa là đồng không mong quạnh, đồng trống á, mà mình đi mình di chuyển thì rất là nguy hiểm. Nên là khi mà thấy trời mưa là mọi người không nên tham quan ở đây nha. Mình chờ hết mưa rồi mình hãy đi lên. Và điểm cuối cùng mình muốn giới thiệu khi mà mấy bạn đi du lịch Phú Yên nha, mình đi ngược lại phía nam. Cái này là gọi là cái cụm du lịch luôn nha cả nhà. Mấy bạn sẽ ghé thấy được là Bãi Tiên nè, Hải Đăng Đại Lãnh nè, Mũi Điện nè, rồi Bãi Môn nè. Nguyên cái khu này cách trung tâm thành phố Tuy Hòa của mình tầm khoảng là 35 cây số, mình đi tầm khoảng là 1 tiếng hơn là sẽ tới nha cả nhà. Đây mình sẽ quay cho mấy bạn thấy được khu vực Bãi Tiên. Ngày trước Bãi Tiên là không có cái đường đi xuống á, thì rất là nguy hiểm. Bây giờ là xây cái bậc tam cấp đi xuống thì rất là ok. Tuy nhiên á, ở đây là hoàn toàn là bãi cắm tự nhiên á cả nhà. Nên là mọi người tắm thì cẩn thận, lúc nào phải mặc áo phao nha. Tránh trường hợp là xảy ra cái gì á, thì rất là đáng tiếc. Khi mà mình đi du lịch á, thì cái sự an toàn cũng như là sức khỏe của mình lúc nào cũng đặt lên hàng đầu. Tại vì thường là mọi người đi tắm biển, mọi người thấy đẹp quá là mọi người sẽ đi tắm xa ra nữa. Hoặc là những bãi biển mà vắng hoang sơ thì càng đẹp, nhưng mà càng đẹp thì nó sẽ càng nguy hiểm nha. Mũi Điện, Hải Đăng Đại Lãnh và Bãi Môn, mình nhìn từ xa là một nét đẹp gọi là ngỡ ngàng luôn cả nhà. Rất là đẹp luôn. Ở đây thì cách mà mình đi xuống Bãi Môn, một là mình có cái được cái cổng chào cả nhà, mình đi xuống mình thẳng xuống mình gửi xe, mình mua vé vào, hoặc là mình đi từ cái chỗ mà Mũi Điện mình đi xuống cũng được luôn. Ở đây là có cái đường thông với nhau. Và nguyên cái quần thể khu du lịch này là giá vé bán là 20.000 đồng, còn gửi xe là từ 5 đến 10.000 đồng tùy chỗ nha. Từ ngay chỗ mà Hải Đăng Mũi Điện, mọi người sẽ đi thẳng xuống ở phía nam cả nhà. Đi khoảng là 7 đến 8 cây số sẽ đến khu vực là Vịnh Vũng Rô. Ở đây thì rất là nhiều bè nuôi cá, nuôi hải sản, tôm, mực đồ rất là nhiều luôn. Thì thường là mọi người sẽ ăn trưa hoặc là ăn chiều ở đây. Mình thấy giá cả ở đây thì bè nào nó cũng sẽ tương đồng, giống nhau thôi, nó không có quá sự khác biệt. Và khi mà mình đến đây thì sẽ có tàu chở mình ra từng cái bè một. Thì mỗi cái bè là sẽ có một cái trạm ở ngoài cái khu vực mà đường quốc lộ cả nhà, để mà rước khách, chào khách nha. Và điểm cuối cùng của mình là Hòn Nưa. Hòn Nưa là mình đi từ Phú Yên về Nha Trang, ngay chỗ mà dừng chân ở chỗ đèo Cả là mình sẽ thấy cả nhà. Hoặc là mình có thể mình mua vé từ ngay thành phố Tuy Hòa, mình đi ra Hòn Nưa nha. Vừa rồi là mình giới thiệu cho tất cả các bạn các điểm hot check-in khi đến là thành phố Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên. Nếu bạn thấy hay thì nhớ like, comment và chia sẻ kênh của mình nha.